quý vị và các bạn đã đến với chương trình Bí mật gia đình. Chương trình do đài truyền thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty Đông Tây phối hợp thực hiện. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn những hàng ăn ngon của công ty Ajinomoto Việt Nam đã tài trợ cho chương trình này. Và người dẫn chương trình của chúng ta hôm nay, MC Quỳnh Hương. Quỳnh Hương chào đón quý vị và các bạn đang đến với trò chơi Bí mật gia đình. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta ngày hôm nay sẽ tiếp tục khám phá những bí mật rất đời thường và đáng yêu của ba gia đình. Thế nhưng mà ngay từ những giờ phút đầu tiên này, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một gương mặt đã trở nên rất quen thuộc với tất cả chúng ta, đó là bé Xuân Nghi. Xin chào quý vị và các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục dành một tràng pháo tay nữa để làm quen với ba cô cậu bé rất đáng yêu đang có mặt tại trường quay. Chào con. Cô Quỳnh Hương và chị Xuân Nghi, con tên là Lương Nguyên Khoa, học sinh lớp 3. Dạ, gia đình con gồm có 6 người, ba con, mẹ con, ông nội, bà nội con và em của con. Như vậy thì mai mốt con sẽ kể tới ông nội, bà nội lên trên ha. Rồi con nói về ba mẹ của con cho cô Quỳnh Hương nghe đi. Ba con tên là Lương Quang Hiển, hiện nay đang làm nhân viên văn phòng. Mẹ con tên là Nguyễn Khoa Hoàng Mai, hiện nay đang làm kỹ sư hóa. Em con là Lương Nguyên Minh, ở nhà 1 tuổi, ở nhà nó rất quậy phá nên ai cũng gọi nó là siêu quậy. Ai vậy hả? Thế em là siêu quậy còn con là cái gì? Em bình thường thôi. Con bình thường, rồi. Cô tin lắm nhưng mà cô thấy gương mặt con cũng không có hiền đúng không? Cũng hơi quậy quậy chút đỉnh phải không? Con có quậy không? Dạ không. À không có quậy hả? Hôm nay em đến chơi với ai nè? Dạ hôm nay em đến chơi với ba. Vậy em mời ba em ra nha. Mời ba ra chơi với con. Chúng ta cùng làm quen với bạn chơi thứ hai. Chào con. Chào cô Quỳnh Hương, chào chị Xuân Nghi. Con tên là Lưu Công Minh. Con 7 tuổi, con học lớp 2 trường Lê Ngọc Hân. Gia đình con có 4 người, ba con, mẹ con, chị con và con. Ba con tên Lưu Đức Tâm, hiện nay đang làm giám đốc. Mẹ con tên Trần Thị Huế, làm công nhân viên. Chị con học lớp 4 trường Lê Ngọc Hân. Hôm nay con đến chơi với mẹ con, xin mời mẹ ra chơi. Con biết sao không? Con làm một giây luôn, coi như là cô Quỳnh Hương với chị Xuân Nghi không có kịp chen vô một chữ nào. Nhưng không sao, như vậy rất là tốt, cũng được. Bây giờ mình mời mẹ ra nào. Xin mời mẹ của em Công Minh. Chúng ta cùng làm quen với bạn chơi cuối cùng nè. Chào con. Chào cô Quỳnh Hương và chị Xuân Nghi. Con ơi, cô Quỳnh Hương thấy con có chung chuột mini dễ thương lắm ở trên áo. Con có thích chuột mini không? Dạ thích ạ. Vậy hả? Con chuột mini thì tính tình nó làm sao? Dạ hiền ạ. Nó hiền hả? Chị Xuân Nghi ơi, chị Xuân Nghi thích mini hay là Mickey hơn? Dạ con cũng thích giống bạn là mini. Rồi, như vậy thì cô Quỳnh Hương rất là muốn con giới thiệu một chút về mình nè. Dạ, con tên là Nguyễn Minh Thư, năm nay con học lớp 3. Gia đình con gồm có 5 người, bà, ngoại, bố, mẹ, anh trai và con. Rồi. Bố con tên Nguyễn Nhân Tuấn, mẹ con tên là Võ Hồng Hạnh. Bố con đang làm quản lý, còn mẹ con là nhân viên. Rồi, vậy con là ai? Dạ, con là Nguyễn Minh Thư. Đúng rồi, vậy con là con của ba mẹ con đúng không? Dạ. Hôm nay em đến chơi với ai nè? Dạ, hôm nay em đến chơi với bố ạ. Bây giờ em muốn tự em mời ba bố ra hay là nhờ chị mời ra? Dạ, tự ạ. Rồi, em mời đi ha. Bố ơi, bố ra chơi với con ạ. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với trò chơi Bí mật gia đình và vòng chơi đầu tiên. Ở vòng chơi này thì các bậc phụ huynh đã được vào trong xoay Rubik và nghe nhạc hoàn toàn tách biệt với không gian của chúng ta bên ngoài. Trong lúc đó thì các em bé ở lại với trường quay cùng nhau vượt qua 3 câu hỏi. Sẽ có 2 câu hỏi với đáp án có sẵn, các bé sẽ ghi được 50 điểm nếu có câu trả lời trùng khớp với ba mẹ. Và một câu duy nhất có đáp án mở thì các bé sẽ ghi được 100 điểm nếu có câu trả lời trùng khớp với ba mẹ của mình. Chúng ta cùng đến với câu hỏi đầu tiên, bắt đầu từ bé Nguyên Khoa. Cô Quỳnh Hương nhận thấy là cả ba bạn đều có bố là đi làm hết. Như vậy thì sẽ có lúc mà bố đi làm về đó,
thì cái điều quan trọng con nhớ lại xem là ai là người ra mở cửa cho ba vào nhà. Thứ nhất là ba em sẽ tự mở cửa, thứ hai là mẹ mở cửa cho ba em vào nhà, còn thứ ba là em mở cửa cho ba em vào. Em chọn cái nào? Em chọn đáp án thứ nhất là ba tự mở cửa vào. Tại sao em không ra mở cửa cho ba vô? Dạ lúc đó em đang học bài. Ồ vậy hả? Với lại cái cửa nó dễ mở không con? Dạ cửa nó khó mở. Vậy hả? Khó mở lắm hả? Ba mở dễ hơn con phải không? Dạ. Rồi cảm ơn con. Chúng ta nghe ý kiến của bạn Công Minh nè. Dạ con chọn là con tự đi mở cửa cho ba. Vậy đó hả? Lúc nào là con cũng mở cửa cho ba sao? Dạ. Cửa nhà con dễ mở không? Dạ con dễ. Dễ mở. Rồi cô cảm ơn con rất là nhiều. Chúng ta nghe ý kiến của bạn Minh Thư thử xem sao. Mẹ con ra mở cửa ạ. Vậy hả? Có bao giờ con mở cửa cho ba con vào không? Dạ có, thỉnh thoảng ạ. Thỉnh thoảng hả? Vì sao mẹ lại thích mở cửa cho ba vào? Dạ vì lúc đó đang học ạ. Cô Quỳnh Hương hiểu rồi, cảm ơn con. Chúng ta đến với câu hỏi thứ hai. Câu hỏi này sẽ bắt đầu từ bạn Công Minh. Câu hỏi này được thể hiện dưới dạng video clip. Xin mời các bạn cùng nhìn lên màn hình nha. Nè Minh em. Ôi. Gì anh hai? Vô lấy anh mượn cái thang. Trời ơi, bữa nay mượn thang nữa hả? Làm gì vậy? Trời ơi, mấy bữa nay kiểm tra cái nóc nó bị dột, hiểu chưa? Phải có thang leo lên mới được. Không được là không được. Sao không được? Cái nóc nhà của anh nó cao lắm, anh leo lên nguy hiểm, kêu thợ làm cho nó tiến. Trời ơi, cái chuyện nhỏ xíu kêu thợ gì, mình là đàn ông mà. Cái gì ha? Ừ. Rồi đợi em chút, đợi em chút. Khoan. Gì? Gì đấy hả? Nay nghiên cứu gì mà có du lịch quá trời vậy nè. Đây nè, từ sáng giờ nè. Ừ. Sắp tới em được nghỉ phép năm. Ừ. Nên là em kiếm một cái tour du lịch nào đó cho vợ con em đi nghỉ mát. Đúng rồi, phải đi cho nó thỏa chí tan bồng, mình là đàn ông mà. Ủa nếu nói vậy chắc anh rành về du lịch đó mà. Du lịch phải không? Ừ. Một bụng luôn, cẩm nang đấy. Cho ý kiến đi. Đi Mỹ đi. Đi. Thôi, trời ơi, Mỹ nhiều tiền muốn chết sao đi nổi. Trời ơi, tốn tiền cái gì, mình là đàn ông mà làm việc cật lực đúng không? Vậy không? Có những cái ngày nghỉ ngơi. Bên Mỹ hay lắm nha. Sao? Con nít mới 2 tuổi không biết giải cách gì, nói tiếng Anh như gió. Mới 2 tuổi mà biết nói tiếng Anh rồi. Ừ. Mệt quá, giỡn hoài à. Giỡn gì? Ở bên Mỹ ai không biết nói tiếng Anh. Giỡn cái gì? Đi đi, nói thiệt với em nha. Một năm giờ là anh cho bà xã anh đi 3 tour du lịch. Một tour nội địa, 2 tour nước ngoài. Trời đất ơi, dữ vậy hả? Chết sao? Ôi đất ơi, mà sao mà anh kể em nghe coi anh qua đó làm sao? Đây nè, vừa rồi cái tour đi đầu tiên nè. Máy bay vừa đậu xuống cửa máy bay, vừa mở một cái tao nó trải thảm múc ngàn luôn. Đi hết cái thảm, tự nhiên có chiếc Rolls Royce 16 cửa làm cái cách đứng trước mặt cho đó. Tự đen thù lùi mời mình lên, trở về khách sạn. Dòm lên không thấy cái nóc nào hết á. Tự nhiên khách sạn mà không nóc lên sao? Trời nó cao quá không thấy nóc. Vậy hả? Trời đất ơi, hay dữ vậy hả? Bước vô một cái hả, nó lạnh cả người luôn rồi đó. Tao nói tiệc nó đãi hả, linh đình luôn. Mà chỉ có đãi có hai vợ chồng anh chị thôi. Trời đất ơi, dữ vậy đó hả? Rượu thịt ê hề luôn. Đang đói bụng nữa mà khát nước nữa. Tự nhiên có người đem tới cái ly nước mà nhỏ lớn mới nhìn thấy lần đầu. À phải không? Ly nước rất lạ đúng không? Ngon không? Mùi vị sao? Chưa kịp uống. Sao vậy? Sao uống liền? Bởi vì con mới kê lên cái miệng thôi. Vậy, đưa con đi học. À, nằm mơ. Tôi mệt ông lắm rồi, ông giỡn hoài à. Nói giỡn cái chú mày thôi chứ. Thái Lan này kế bên tôi còn chưa đi. Huống hồ đi Mỹ là nửa vòng trái đất mày. Vậy hoài à, tốn thời gian ghê luôn nữa. Dạ, con chào chú Nam. Ba ơi, hả? Mẹ hỏi là ba mượn được cái thang chưa, sao mà lâu quá kìa. Trời, lo nói chuyện du lịch quên mượn thang, vô lấy mượn cái thang. Đợi chú một chút nha. Dạ. Khoan, chú dặn nè. Cái thang của chú á, là ba con leo lên là con phải đứng dưới, con giữ cái thang nha. Chưa, còn không là ba con té nha chưa. Nghe không? Ủa, ba con đâu có leo đâu. Ủa chú ba con không leo vậy chứ ai leo? Mẹ con leo mà. Ủa thiệt vậy hả anh hai? Vợ leo mình vịn. Có gì kỳ vậy anh hai? Mình là đàn ông mà. Các bé ơi, ai mà chẳng thích đi du lịch phải không nào? Sau những ngày làm việc mệt mỏi, học tập căng thẳng thì những chuyến du lịch sẽ làm cho chúng ta khỏe khoắn, cân bằng hơn. Vậy thì gia đình bé đã đi du lịch xa nhất ở đâu nè? Con có nhớ không Công Minh? Dạ nhớ. Con đi đâu vậy? Dạ con đi Hà Nam. Đó là quê của con hay sao? Dạ. À rồi, cảm ơn con. Minh Thư, con đã nghĩ tới một địa điểm nào mà gia đình con đã được đi chơi xa nhất chưa? Dạ, Nha Trang ạ. À, xa nhất là Nha Trang đó hả? Rồi, gia đình con đi ra đó bằng gì?
Bằng dạ. xe lửa hay là bằng máy bay? Dạ xe lửa. Cảm ơn con. Chúng ta nghe ý kiến của bạn Nguyên Khoa nha. Dạ, nơi đi xa nhất là ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. À, ở Bangkok, Thái Lan. Thế con đã đi được hồi nào nè? Dạ, năm con được 4 tuổi. Vậy mà con nhớ sao? Dạ. Rồi sau đó con còn được đi đâu chơi nữa không? Dạ, con đi tắm biển. Ừ, đi tắm biển ở Thái Lan luôn hả con? Dạ. Rồi, cảm ơn con. Chúng ta đến với câu hỏi thứ 3. Câu hỏi này bắt đầu từ bạn Minh Thư. Xuân Nghi à, nếu mà nhìn vô Minh Thư thì Xuân Nghi sẽ nghĩ là cá tính của Minh Thư như thế nào? Con nghĩ là bạn Minh Thư rất là hiền lành và chắc cũng là trầm tính lắm phải không nè? Phải vậy không cơ? Hay là bạn quậy? Không ạ. Con không, vậy là con ngoan và con hiền lắm hả? Có không? Có. Rồi, giỏi. Như vậy thì bây giờ câu hỏi của cô Quỳnh Hương như thế này nè. Con nghe chị Xuân Nghi hỏi cả kỹ nha. Bạn nghĩ mình có đặc điểm nào ở dưới đây nè? Thứ nhất là bạn nói nhiều, thứ hai là bạn nói ít, còn thứ ba là bạn nói bình thường. Tức là nói vừa vừa phải, không nhiều không ít. Dạ, con nghĩ con nói nhiều à. Ôi hả? Nãy con mới với nói cô Quỳnh Hương là con hiền mà. Con dạ. Nguyễn nói nhiều à? Dạ. Con nói gì mà nói nhiều nè? Dạ, con hỏi bố mẹ. Hỏi gì? Nhiều câu lắm. Hỏi đủ thứ luôn. Dạ. Rồi bố mẹ có mỏi miệng trả lời con không? Dạ có ạ. Dạ có. Bố mẹ có nói là mỏi miệng quá không? Có. Ừ, rồi. Nhưng mà không sao, con nít hỏi nhiều là tốt để mình hiểu thêm, phải không nè? Dạ. Cảm ơn con. Chúng ta nghe ý kiến của bạn Nguyên Khoa. Dạ, con nói nhiều. Dạ. Con cũng nói nhiều nữa hả? Dạ. Thế con nói gì mà con nói nhiều dữ vậy? Dạ, con hỏi đủ thứ cô. Vậy hả? Nhưng mà con hỏi ai? Dạ, hỏi ba với lại hỏi mẹ. Có hỏi cô giáo, thầy giáo không? Dạ, ít khi em. Vậy hả? Trong lớp thì phải để nghe chứ đâu có thời gian đâu hỏi ha con hả? Dạ. Ừ, rồi, cảm ơn con. Chúng ta còn ý kiến của bạn Công Minh là ý kiến cuối cùng. Con Minh nghĩ sao? Dạ, con nói nhiều. Tôi thấy con nghiêm nghị lắm mà. Ở nhà con nói nhiều với ai? Dạ, nói nhiều với mẹ. Vậy hả? Thế con nói những gì? Dạ, con hỏi mẹ. Con có kể chuyện trong trường cho mẹ nghe không? Có. Vậy hả? Vậy lúc của con buồn, con có nói với mẹ là con buồn không? Dạ, ít. Ít lắm hả? Chứ lúc của con buồn, con làm sao? À, ngồi lấy đồ chơi ra chơi. Cô Bình Hương cũng phải đi bắt trước con, chị Xuân Nghi. Dạ. Mai mốt mình về mình bắt trước, lúc mình buồn mình lấy đồ chơi ra mình chơi ha. Dạ. Cảm ơn con rất là nhiều. Chúng ta cùng chào đón các bậc phụ huynh trở lại với trường quay nào. Câu hỏi đầu tiên xin được kiểm tra lại với lại ba Quang Hiển trước ha. Mỗi lần mà ba đi làm về đó anh, thì anh nhớ lại coi là ai sẽ là người mở cửa cho anh vô nhà. Cái điều thứ nhất là bé sẽ chạy ra mở cửa cho anh vô nè. Thứ hai là bà xã sẽ ra mở cửa cho anh vô. Thứ ba là anh tự mở cửa anh vô nhà. Tự mở cửa vào nhà. Quỳnh Hương muốn hỏi là vì sao anh lại thường tự mở cửa vào nhà? Tại mẹ thì bận giữ cháu con bé. Còn Khoa thì bận học, thì thường người tôi về nhà tôi tự mở cửa vậy. 50 điểm dành cho gia đình của mình, chúc mừng. Xin mời mẹ Minh Quế ạ. Em chọn phương án là bé mở cửa cho mẹ. Thế ạ, thế chị nghĩ là cháu đã đủ cao để mở cửa cho mẹ chưa ạ? Cháu với được tại cái tầm cửa nhà mình nó cũng vừa tầm. À, cái việc mà chạy ra mở cửa thì cái việc nó cũng còn thể hiện một gọi là tình thương quý nữa phải không con? 50 điểm dành cho gia đình của mình, chúc mừng. Còn ý kiến của ba Nhân Tuấn thì như thế nào ạ? Thì thông thường thì mẹ. Và 50 điểm đầu tiên dành cho gia đình của con. Rất là ngang tài ngang sức. Chúng ta cùng đến với câu hỏi thứ hai. Câu hỏi này bắt đầu từ mẹ Minh Quế. Thưa chị, ban nãy cái câu hỏi này được thể hiện dưới dạng video clip, nội dung là gia đình của bé, gia đình của mình đã từng được đi chơi xa nhất là ở nơi nào? Mời chị. Gia đình đi Vũng Tàu hay đi Vũng Tàu? Thế ra gia đình đi thăm bà ngoại ở ngoài Bắc có được gọi là đi chơi không chị? Cũng là đi chơi. Cũng là đi chơi không chị? Nhưng hồi nãy chính xác là con đã nhớ tới chữ Hà Nam. Tiếc là chưa trùng khớp với ý kiến của mẹ và chưa ghi được 100 điểm cho câu hỏi này. Không sao, không sao. Mình sẽ rút kinh nghiệm ở câu hỏi sau.
xin được mời ba Nhân Tuấn ạ. Đi chơi xa nhất là ở đâu ạ? Đi xa như nhiều nhất thì cũng có nhiều khi cũng đi xa. Thông thường đi Phan Thiết chơi. Cho Quỳnh Hương hỏi anh nha. Dạ. Từ Sài Gòn ra Phan Thiết với từ Sài Gòn đi Nha Trang chỗ nào xa hơn? Nha Trang thì sẽ xa hơn. Nhưng mà nhà anh có đi Nha Trang chưa? Cũng có đi. Rồi quên rồi phải không anh? Cho nên là vẫn chưa ghi được 100 điểm cho câu hỏi này. Xin mời ý kiến của ba Quang Hiển. Gia đình đi Thái Lan. Gia đình mình đã đi Mỹ bao giờ chưa? Chưa, gia đình mình chưa bao giờ đi Mỹ. Anh có đi Mỹ bao giờ chưa? Có đi rồi. À rồi, anh đừng có run sợ. Ban nãy hai gia đình trong kia, trong video clip đã nói nhau về chuyện đi Mỹ. Chứ bản thân con nói là Bangkok, Thái Lan. Và con ghi được 100 điểm, yeah. Chúc mừng. Chúng ta đến với câu hỏi thứ ba. Câu hỏi này sẽ được bắt đầu từ ba Nhân Tuấn. Dạ thưa anh, nhìn vào gương mặt của con và nhìn theo cá tính của con, anh đoán rằng là cá tính của con thì nói chuyện đó, cái lúc, cái cách con nói chuyện thì như thế nào? Thứ nhất là con nói vừa phải thôi, không nói nhiều, không nói ít. Thứ hai là con nói ít nói. Và thứ ba là con nói nhiều. Tôi thấy về nhà lúc nào tôi cũng nghe nhéo người ta. Chắc tôi nghĩ là chắc nói nhiều quá. Rồi hồi suốt ngày cứ về là cứ bố hỏi suốt. Vậy tôi nghĩ là cháu nó cũng hơi nói nhiều chút xíu. Nhưng mà anh sẽ phải cảm nhận ra một điều là lúc nào mà không nghe léo nhéo đó là bị buồn đó. Cho nên cái chuyện nói nhiều của con càng tốt đúng không con? Nhất là nó sẽ đem đến cho gia đình mình 50 điểm nữa, chúc mừng. Chúng ta sẽ cùng nghe ý kiến của ba Quang Hiển. Ở nhà thì có cháu Khoa là cháu đầu. Thì ngày nhỏ đó thì ít nói lắm. Nhưng mà càng lớn á, thì càng nói nhiều. Nhất là khi nói với mẹ đó là mẹ cứ nói là sao con ưa hay nói leo quá. Thì ra tôi chọn cái là nói nhiều. Nói quá nhiều chứ. Thôi mình bỏ với chữ quá đi, nói nhiều là được 50 điểm rồi, chúc mừng con. Chúng ta đến với ý kiến của mẹ Minh Quế ạ. Tôi cũng chọn phương án là bé nói nhiều. Tại ở nhà bé rất là hay nói nhiều. Nhà ngạc có bốn người chưa? Là em rất là nhiều. Ngạc nhiên chưa? Gương mặt có vẻ chững chạc như vậy mà nói nhiều. Không sao, nói nhiều là một đức tính tốt khi mà chúng ta cần tìm hiểu thế giới xung quanh. 50 điểm dành cho gia đình của con, chúc mừng. Kết thúc vòng chơi đầu tiên, bé Xuân Nghi sẽ công bố cho chúng ta biết số điểm của cả ba gia đình. Kết thúc vòng thi thứ nhất, gia đình bé Công Minh ghi được 100 điểm. Gia đình bé Minh Thư ghi được 100 điểm. Và gia đình bé Nguyên Khoa ghi được 200 điểm. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với trò chơi Bí mật gia đình và vòng chơi thứ hai. Đến lượt này thì các em bé lại được vào trong xem truyện tranh, nghe nhạc và chơi với chị Xuân Nghi, hoàn toàn tách biệt với không gian của chúng ta bên ngoài. Trong lúc đó thì các bậc phụ huynh ở lại với trường quay cùng nhau vượt qua ba câu hỏi. Sẽ có hai câu hỏi mở, mỗi câu sẽ đem đến cho ba mẹ 100 điểm nếu có câu trả lời trùng khớp với con mình. Và một câu duy nhất có đáp án có sẵn, bố mẹ sẽ ghi được 50 điểm nếu có câu trả lời trùng khớp với con. Chúng ta bắt đầu câu đầu tiên với ba Quang Hiển. Ở trong nhà mình thì giữa ba với mẹ thì ai thường đi xa nhiều hơn ạ? Ba. Ba thường hay đi xa. Hồi nãy em nghe nói là anh là công nhân viên. Quỳnh Hương có nghe nói là anh là công nhân viên mà anh vẫn phải thường đi công tác xa ạ? Dạ. Thường thường anh đi công tác ở đâu ạ? Đi công tác rồi đi học. À, mời mẹ Minh Quế. Tôi chọn phương án là ba đi công tác xa nhiều hơn. Dạ rồi. Xin được mời ba Nhân Tuấn. Thông thường thì tôi ở nhà thì hay công tác xa nhiều hơn. Bố cũng là người đi công tác xa nhiều hơn. Cảm ơn anh. Câu hỏi thứ hai bắt đầu từ mẹ Minh Quế. Mỗi khi mà có thức ăn thừa sau bữa ăn, chuyện này thì vẫn thường xảy ra, thì gia đình mình sẽ chọn làm gì? Mẹ thường hay làm gì? Thứ nhất là mẹ sẽ đổ đi cho vô sọt rác. Thứ hai là mẹ sẽ cất vào tủ lạnh. Thứ ba là mẹ sẽ cho chó mèo ăn. Mời chị. Mình chọn phương án là số 2, mình hay cất vào tủ lạnh. Dạ rồi, cảm ơn. Mời ba Nhân Tuấn. Thông thường thức ăn mà thừa thì để tủ lạnh. Dạ, cảm ơn. Mời ba Quang Hiển. Tôi chọn giải pháp là cũng để vào tủ lạnh. Khi nào có ai thích ăn thì lấy ra ăn tiếp. Dạ, cảm ơn anh. Đây là câu hỏi rất dễ nhưng cũng rất khó. Cả nhà ta đều thương yêu nhau, chuyện đó là ai cũng biết. Nhưng mà theo anh thì
dựa vào điều gì để bé biết là ba mẹ rất là thương bé? Mời ba Nhân Tuấn. Tức là những cái cách mà anh chị biểu hiện cái tình thương yêu bé mà rõ ràng nhất mà cháu biết là anh chị thương bé, đó là thông qua cái điều gì? Tôi biểu hiện thường biểu hiện cái tình cảm với cháu thì tôi thường ôm nó vào lòng. Dạ, ba mẹ thường ôm cháu vào lòng. Dạ. Cảm ơn ạ. Mời ba Quang Hiển. Tối cháu là xin ngủ thì mình cho ngủ chung. Vậy là sáng tối sẽ cho ngủ chung ha. Dạ. Cái đó là biểu hiện rõ ràng nhất. Mời mẹ Minh Quế. Ôm cháu vào lòng. Dạ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chào đón ba em bé trở lại với trường quay. Cô Quỳnh Hương muốn kiểm tra đầu tiên với bạn Nguyên Khoa. Theo con thì ở nhà mình ba với mẹ ai thường đi xa nhiều hơn? Dạ, ở nhà mẹ thường đi xa nhiều hơn. Mẹ đi đâu vậy con? Dạ, mẹ đi công tác. Mẹ đi công tác ở đâu? Dạ, Hà Nội, Malaysia, Thái Lan. Thế còn ba có đi công tác không? Dạ, ít lắm. Ồ, thấy chưa? Như vậy anh chỉ nhớ lại là những lúc anh đi công tác mà quên là con cũng nhớ mẹ cũng đi công tác nữa, mà coi chừng đếm lại chừng mẹ nhiều hơn nữa đó. Chưa ghi được 100 điểm cho câu hỏi này. Chúng ta hãy cùng đến với lại ý kiến của bạn Công Minh nào, con thì thấy sao? Dạ, con thấy ba đi công tác nhiều hơn. Chính xác là ba đi đâu con biết không? Dạ, ba đi Thái Lan. Ba đi công tác xa nhiều hơn và điều đó sẽ ghi được cho gia đình con 100 điểm. Chúc mừng con. Ý kiến của bạn Minh Thư thì sao? Dạ, mẹ đi công tác nhiều hơn. Vậy hả? Mẹ đi đâu vậy con? Dạ, mẹ đi Singapore. Vậy hả? Mẹ đi Singapore một năm mấy lần? Dạ, một hai lần. Vậy hả? Vậy là nhiều đó hả? Còn ba đi Hà Nội với ba đi các tỉnh thì sao? Ba đi nhiều không? Không biết. Vậy hả? Con chỉ tính là đi công tác nước ngoài mới gọi là đi công tác đi xa nhiều hơn. Con hiểu ý là chữ xa hơn có nghĩa là xa hơn phải không? Dạ. Con này cô Quỳnh Hương hỏi là đi xa nhiều hay là đi xa ít? Đi Hà Nội cũng xa, đi Singapore cũng xa, đúng không nè? Dạ. Nhiều hay ít thôi, cho nên là có lẽ là ba đúng con ạ. Ba đi nhiều hơn, ba đi thường hơn, cho nên chưa có trùng khớp, chưa ghi được 100 điểm rồi. Dạ. Chúng ta cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi này bắt đầu từ bạn Công Minh. Công Minh à, mỗi một bữa ăn xong á ha, con có để ý thấy thức ăn thừa á, gia đình mình thường làm gì không nha? Thứ nhất là sẽ cho chó mèo ăn. Thứ hai là sẽ đổ đi cho vô trong sọt rác. Và thứ ba là cất vô tủ lạnh. Con thấy làm sao? Dạ, cất vô tủ lạnh. Con chắc không? À, chắc. Chắc không? Chắc. Đổi điểm là có đổi ý không? Dạ không. Rồi thôi tốt. 50 điểm dành cho gia đình nữa có hơn chứ mình. Chúng ta nghe ý kiến của bạn Minh Thư. Bạn Minh Thư cố lên nào. Dạ, cất vô tủ lạnh. Chắc chắn không con? Chắc. Đồ mình bỏ vô tủ lạnh để mình làm gì vậy con? À, để ngày mai ăn tiếp. Nhưng mà con có chịu ăn lại đồ của ngày hôm qua không? Dạ, cứ thỉnh thoảng có. Thỉnh thoảng có hả? Cô Quỳnh Hương thấy con cái đầu con nó lắc mà sao con nói có là sao? Dạ. Cũng có ăn đúng không? Dạ. Thôi tốt, 50 điểm dành cho gia đình nữa con, chúc mừng. Chúng ta hãy nghe ý kiến của bạn Nguyên Khoa nào. Với con thì sao? Dạ, đem cất vào tủ lạnh. Cũng là đem cất vào tủ lạnh luôn. Và 50 điểm dành cho gia đình của con, chúc mừng. Câu hỏi thứ 3 sẽ quyết định gia đình nào được vào vòng đặc biệt. Chúng ta bắt đầu từ bé Minh Thư. Minh Thư à, dạ. À, thường thường á thì con sẽ nhìn vô cái gì? Tức là làm sao mà con biết được là ba mẹ thương con? Dạ, là do thái độ. Dĩ nhiên là thái độ, nhưng mà ba mẹ con sẽ thường hay làm gì để cho con biết là ba mẹ thương con dữ lắm? Ba mẹ những khi con hư ba mẹ sẽ nhắc nhở và ngoan sẽ khen. Hư thì nhắc nhở và ngoan thì sẽ khen. Chưa ghi được 100 điểm như câu hỏi này. Sao? Nhưng mà con tỏ ra là một cô bé rất là chững chạc, cô Quỳnh Hương phải khen con. Bây giờ thì chúng ta cùng đến ý kiến của bạn Nguyên Khoa. Dạ, ba mẹ thường ôm hôn con. La 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 la. Con có hay xin vô ngủ chung với ba mẹ không? Dạ có.
Lúc mà ba mẹ cho con vô ngủ con cảm thấy sao? Thích. Thích đúng không? Ba mẹ nghĩ là cái điều đó làm cho con nghĩ là ba mẹ biết, là cho con biết là ba mẹ thương con nhiều lắm cho nên chưa có trùng khớp. Dĩ nhiên là mình có nhiều cách bày tỏ cái tình thương yêu của mình nhưng mà chưa trùng khớp con ạ. Chưa có 100 điểm cho câu hỏi này. Chúng ta hãy chờ đợi ý kiến của bạn Công Minh. Ôm con. Ôm hay là hôn con? Ôm hôn luôn. Ôm hôn hả? Thế cô Quỳnh Hương hỏi nhỏ riêng thôi nha. Tức là ở tuổi này rồi mà ba mẹ ôm hôn con có bị ngại hay mắc cỡ không? Dạ có. Có hả? Đừng có ngại chứ. Trời đất ơi, cha mẹ hôn mình á hả? Tới lớn luôn cũng còn ôm hôn được nữa. Mà mình phải biết quý những điều đó con ha. Đặc biệt là trong bối cảnh này, điều đó sẽ đem đến cho gia đình con 100 điểm nữa, chúc mừng con. Kết thúc cả hai vòng chơi, chúng ta sẽ nghe bé Xuân Nghi công bố số điểm của cả ba gia đình. Kết thúc cả hai vòng thi, gia đình bé Minh Thư ghi được 150 điểm. Gia đình bé Nguyên Khoa ghi được 250 điểm. Như vậy cả hai gia đình sẽ rời khỏi cuộc chơi và mỗi gia đình sẽ nhận được 1.500.000 đồng tiền thưởng. Riêng gia đình bé Công Minh ghi được 350 điểm sẽ nhận được 2 triệu đồng tiền thưởng và bước vào vòng đặc biệt. Xin chúc mừng gia đình em. Mỗi gia đình khi đến đây chơi ngày hôm nay sẽ nhận được một giỏ quà từ phía nhãn hàng Achingon, công ty Ajinomoto Việt Nam. Và ngoài ra chú heo Achingon dễ thương này cũng sẽ theo chân ba bạn nhỏ về nhà. Cảm ơn cả ba gia đình cùng đến đây chơi ngày hôm nay. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với trò chơi bí mật gia đình và vòng chơi đặc biệt. Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là các loài thủy sản và hải sản. Trời, vô cùng là hấp dẫn. Và trong vòng 30 giây thôi, hai mẹ con của bé Công Minh sẽ chọn ra những cái món hải sản nào mà bé thích hơn, đặt ở ô số 1, số 2 và số 3. Còn những món nào mà em không thích bằng thì em để ô số 4 và số 5. Trong khi mà em để xong hết tất cả các ô trên đây, em sẽ chạy lên kia và dùng những hành động cử chỉ của mình diễn tả cho mẹ biết để mẹ chỉnh sửa mấy cái ô trên đây làm sao cho trùng khớp với của em. Nha. Cứ mỗi một ô hình giống nhau, hai mẹ con sẽ ghi được 500.000 đồng tiền thưởng. 2 ô hình giống nhau 1 triệu đồng. 3 ô hình giống nhau 1.500.000 đồng. 4 ô hình giống nhau, điều đó đã có nghĩa là toàn bộ số ô hình đã giống nhau và sẽ đem đến tới 5 triệu đồng tiền thưởng. Hai mẹ con cố lên. Bây giờ thì chị Xuân Nghi sẽ giao cho em một bộ và mẹ một bộ. Mẹ qua bên kia và xem qua đi ạ. Em cũng xem qua đi. Em xem qua. 1, 2, 3, bắt đầu. Bạn rất là thích các loại cua, các loại ốc. Thứ hai là bé rất thích ăn cá. Thứ ba là con cua. Rồi, vậy là đâu còn cơ hội gì nữa mà giống nhau. Rồi, thật là tiếc. Và như vậy hai mẹ con đã có thể ghi được một ô hình giống nhau. Tổng số tiền thưởng là 2.500.000 đồng. Và ngoài ra thì chương trình sẽ dành tặng cho em và hai bạn cùng chơi một cái áo có chữ bí mật gia đình rất là dễ thương nè. Xin mời cả hai gia đình còn lại cùng vào và cùng vui chia tay khán giả. Mai ấm gia đình Ajinomoto. Một chương trình cực kỳ mới lạ, cực kỳ vui nhộn, cực kỳ hấp dẫn dành cho các bé và gia đình. Nào, hãy cùng tham gia và cùng các siêu quậy tí hon chúng ta lập nên những kỷ lục đáng yêu nhé. Chương trình phát sóng lúc 19 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên HTV7. Chương trình bí mật gia đình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng phối hợp với công ty Đông Tây thực hiện dưới sự tài trợ của nhãn hàng Achingon, công ty Ajinomoto Việt Nam.
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 19 giờ tối thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hôm nay con đến chơi với mẹ con. Mời mẹ ra. Chưa, con lăn quá. Cô Quỳnh Hương với chị Xuân Nghi chưa kịp nói chữ nào thì con nói hết trơn rồi. Cần bé thích cờ bé cứ đề nghị ba mẹ mua ngay thôi. Chữ dùm với chữ mua cho ra nó là hai chữ khác nhau, mỹ nghĩa thì giống nhau. Cho nên là 50 điểm dành cho gia đình của con. Chúc mừng con. Dạ bà cô. Chị mẹ thì hay lu bu công chuyện với nhà. Mẹ con sợ đụng xe. À vậy hả, chứ phải sợ bị bắt cóc phải không? Cửa trên trước khi ngủ bác hay quên. Con biết con cao nhiêu không? Biết. Cao bao nhiêu? Dạ 2 mét. À vậy hả? Cô Quỳnh Hương mới phát hiện ra một chuyện là đi chơi bí mật gia đình ngày hôm nay toàn là người khổng lồ không à.